Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, khói lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 8 khách sạn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu, các nhân viên và người bên trong khách sạn cũng hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài. Người dân khu vực huy động phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng đám cháy bùng phát từ tầng cao, lối đi hẹp, bít khói nên không thể tiếp cận. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy bên trong nên phát khói cao hàng chục mét kèm lửa dữ dội khiến cư dân khu vực hốt hoảng. Ba người mắc kẹt ở tầng cao khách sạn không thể tự thoát ra ngoài nên kêu cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều nhiều phương tiện gồm cả xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người dập lửa. Tuyến đường Đề Thám đoạn qua hiện trường vụ cháy được phong tỏa để đảm bảo an toàn cứu hỏa. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát cũng cứu được ba cô gái mắc kẹt bên trong, gồm chị Lê Thị TD, sinh năm 1983, Lê TD, sinh năm 1985 và Trần Thị HD, sinh năm 1990. Hỏa hoạn được xác định bùng phát từ khu vực giặt ủi, nguyên nhân đang được điều tra. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.